thanh tại thôn xã Vi Tường, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La tổng kết ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, xã Vi Tường, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức ngày hội Internet. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và thu nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Melinda tài trợ, với sự tham gia đông đảo của người dân xã Vi Tường. Ngày hội Internet đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con một cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của Internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức ngày hội Internet xã Vi Tường, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã thu hút 85 lượt người tham dự.